Tại Yên Bái, mực nước sông Hồng đã bắt đầu dâng cao từ 21 giờ ngày hôm qua, khiến một số khu vực của tỉnh ngập sâu trong biển nước. Đặc biệt, các tuyến đường thuộc phường Hồng Hà và xã Tuy Lộc có nơi ngập sâu đến 4 mét. Từ tối qua đến nay, thành phố Yên Bái đã có 9 điểm ngập sâu, mực nước từ 0,5 đến 4 mét. Nhiều hộ dân không thể đi lại. Không hề có phương tiện vào đây. Nhà nào ngập sâu thì di dời đến nhà người thân. Còn lại thì hộ chuyển lên tầng ở. Phía thượng nguồn của tỉnh Yên Bái là Lào Cai và Hà Giang có mưa lớn trong mấy ngày qua, dẫn đến mực nước ở hai con sông chính chảy qua Yên Bái là sông Hồng và sông Chảy dâng cao trên báo động 3 gần 2 mét. Đồng thời do yêu cầu xả lũ đảm bảo an toàn cho hồ thủy điện Thác Bà, hồ thủy điện cũng đang xả khoảng 2.600 mét khối. Dự báo mức xả lớn nhất của đợt này là trên 3.000 mét khối sẽ gây ngập lụt ở phía hạ du của thủy điện Thác Bà. Đối với mỗi một cái cốt nước thì là xác định xem là các cái số hộ mà bị ảnh hưởng phải di dời, và chúng tôi có phương án là di dời đến nơi an toàn, và tại các nơi an toàn này thì chúng tôi bố trí đảm bảo các cái vật tư thiết yếu để đảm bảo cho trong quá trình mà dân di dời. Và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là đảm bảo cho cái an toàn tính mạng cho những người dân. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, hiện trên sông Thao, lũ đang lên nhanh và dao động ở mức cao. Khoảng 6.000 hộ dân của thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên nằm trong vùng ảnh hưởng ngập có thể sẽ phải di rời trong tối và đêm nay để đảm bảo an toàn. Trước tình trạng nước lũ đang lên rất nhanh, các lực lượng chức năng của Trung ương và tỉnh Lào Cai đang huy động mọi lực lượng, phương tiện nhanh chóng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phóng viên Nguyễn Sơn đang có mặt tại chân cầu phố mới thành phố Lào Cai sẽ thông tin chi tiết. Chúng tôi đang ở khu vực đường Phan Văn Khả thuộc địa bàn thành phố Lào Cai. Vị trí này thì chỉ cách sông Hồng khoảng độ tầm 100 mét thôi. Và như quý vị thấy là bây giờ lực lượng công an, quân đội đang phải sử dụng thuyền để nhanh chóng di tản những người dân, bởi vì là nước đã dâng lên quá là nhanh. Khu vực này lúc trưa nay vẫn còn khô ráo, thì tính đến thời điểm hiện tại, mực nước ở đây đã dâng cao lên 1,5 mét. Nước lũ dâng lên quá nhanh khiến tất cả người dân sống dọc theo đôi bờ sông Hồng thuộc thành phố Lào Cai không kịp trở tay. Ngay trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai, đồng thời huy động tất cả lực lượng công an, quân đội sơ tán người và tài sản của người dân trong vùng ngập lụt đến khu vực an toàn. Ở trên địa bàn Lào Cai cũng rất lâu, hơn 20 năm mà chưa bao giờ thấy có trận ngập lụt nào nhiều như này, lớn như này. Từ sáng sớm nay là có hiện tượng nước lên, dâng lên, cái là anh em đơn vị triển khai cho anh em đi hỗ trợ người dân từ sáng sớm. Hàng trăm chiến sĩ phối hợp cùng công an địa phương nhanh chóng tìm kiếm, di chuyển người và tài sản ra khỏi các khu dân cư ven sông. Một số trường hợp ở lại trên các căn nhà cao tầng đều được tiếp tế lương thực, thực phẩm đầy đủ. Bây giờ là hỗ trợ di chuyển tất cả các hộ nào mà còn mắc kẹt, bảo vệ, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, phương tiện. Tính đến thời điểm hiện tại, cơn bão số 3 đã làm 27 người dân tại tỉnh Lào Cai thương vong, trong đó có 14 người tử vong. Mực nước sông Hồng tại thành phố Lào Cai hiện đã cao hơn mức báo động 3 và dự kiến còn dâng cao hơn nữa khi mưa liên tục và nước lũ đầu nguồn tiếp tục đổ về. Ngay trong chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã có mặt tại Lào Cai để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Còn tỉnh Cao Bằng thì đang phải huy động mọi lực lượng để ứng phó với tình trạng sạt lở đất. Đã có 17 người thiệt mạng, 8 người bị thương và gần 20 người mất tích. Ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Nguyên Bình. Sạt lở đã vùi lấp 12 nhà dân, làm 10 người thiệt mạng, hơn chục người mất tích. Đặc biệt tại xã Ca Thành, sạt lở đất khiến hai xe ô tô chở 12 người và một số xe máy bị rơi xuống khe suối sâu và bị lũ cuốn trôi. Đến 18 giờ ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường và tìm được 7 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn. Đến nay thì vẫn còn nhiều người mất tích. Hiện thành phố Cao Bằng, huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm có hàng chục nhà bị đổ sập, vùi lấp, gần 100 hectare hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do sạt lở đất, do khối đất đá lượng lớn đổ xuống mặt đường. Vâng, cho đến thời điểm này thì nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu của bão số 3. Tại Hà Giang, mưa lũ khiến một cháu bé 4 tuổi trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chua Phìn bị cuốn trôi. Hàng trăm nhà bị ngập úng, sạt lở, tốc mái. Gần 500 hectare diện tích lúa, ngô, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc cục bộ. Nhiều công trình thủy lợi bị hư hại. Mưa lớn và sạt trượt ta luy đã khiến hai ngôi nhà ở thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn bị sập đổ hoàn toàn.
Mưa lũ cũng làm cô lập nhiều xã phía tây của huyện Ba Bể và huyện Chợ Mới. Các tuyến quốc lộ như quốc lộ 3B, quốc lộ 3 và tỉnh lộ bị ách tắc cục bộ do sạt lở đất với khối lượng khoảng 200.000 mét khối. Tại nhiều nơi trong tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa lớn, nước các sông đang tiếp tục dâng cao, ở mức báo động số 2. 6 trên 6 huyện, thị của tỉnh đều bị ảnh hưởng. Nước lũ đã cô lập nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây ngập hàng nghìn ngôi nhà, nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở, không thể di chuyển. Cơn bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Bắc Ninh với lượng mưa lớn, gió giật mạnh và nước sông Cầu lên cao, đã làm một số hạ tầng công trình thủy lợi bị hư hỏng. Tại huyện Tiên Du, do ảnh hưởng bão số 3, trên toàn tuyến bờ hữu công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê xuất hiện 11 sự cố sụt lún, nứt gãy mặt đê. Những ngày qua, hạ tầng viễn thông nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão. Các trạm phát sóng của Vinaphone Mobile Phone đã kịp thời khắc phục để đảm bảo kết nối cuộc gọi, truy cập Internet cho khách hàng tại các địa phương bị ảnh hưởng. Trong các ngày qua, đông đảo người dân đã đến các điểm giao dịch của Vinaphone Mobile Phone tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương để sạc điện thoại, roaming sóng miễn phí. Đến thời điểm này, mạng di động Viettel tại 9 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão số 3 cũng đã được khắc phục 95%. Đêm qua, nước lũ lên nhanh nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn ngập lụt trong dòng nước đục ngầu, đặc biệt là huyện Tràng Định bị thiệt hại nặng nhất khi mà nhiều khu vực ngập sâu trong nước. Thưa quý vị khán giả, đêm qua, người dân ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã phải đăng các dòng trạng thái kêu cứu lên các trang mạng xã hội khi mà nước lũ bất ngờ về, làm nhấn chìm nhiều nhà cửa. Lúc này thì thị trấn Thất Khê cùng với 6 xã khác ở huyện Tràng Định đang bị ngập sâu trong lũ. Và cách duy nhất để lực lượng chức năng có thể ứng cứu người dân, hỗ trợ kịp thời cho mọi người, đó là di chuyển bằng xuồng hoặc thuyền hay thậm chí là bè. Tại trung tâm thị trấn Thất Khê, hàng nghìn ngôi nhà đã bị ngập trong nước lũ. Nhiều người cố gắng cầm cự trên các tầng cao nhất của ngôi nhà đã siêu vẹo vì nước cuốn qua. Nhiều người đã không còn nhà để về vì nước lũ đã nhấn chìm tất cả. Nhà em bị ngập hết rồi. Đấy là một nỗi buồn rất lớn với gia đình. Bây giờ chỉ mong các chú ở trên để ban thì hỗ trợ phần nào thì được thôi, chứ còn bây giờ gia đình chẳng mong muốn cái gì ạ. Nước nôi với ăn uống là sinh hoạt vô cùng vất vả em ạ. Tại vì là mình nó lên đột xuất mình không chuẩn bị được trước ấy. Trước mấy thì nó quá lên, nước lên quá nhanh, quá bất ngờ hôm qua ấy. Đâm ra là mình cũng chỉ gọi là chạy được những cái vật dụng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày bình thường thôi. Do ảnh hưởng cơn bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa mưa to. Mực nước tại sông Kỳ Cùng cao hơn 254mm trên mức báo động 2. Điều này khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, bước đầu công tác giữ an toàn cho người dân vẫn được Lạng Sơn đảm bảo. Chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo đối với các xã triển khai những cái lực lượng tại chỗ và những phương tiện tại chỗ để ứng cứu, ứng trực, giúp đỡ cho bà con nhân dân trong vùng lũ được lên những nơi an toàn. Để ứng cứu người dân chống bão, hơn 1.000 người thuộc các lực lượng chức năng được địa phương huy động hoạt động liên tục từ đêm qua. Việc cứu trợ sẽ được thực hiện xuyên đêm để đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân. Do ảnh hưởng cơn bão số 3 thì nhiều địa phương tiếp tục bị thiệt hại do sạt lở và mưa lũ. Các đơn vị quân đội và công an các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Những hình ảnh các anh gồng mình trong bão lũ giúp dân được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Xuyên đêm và tiếp tục cả ngày hôm nay và cả những ngày sắp tới, những thời điểm khó khăn và nguy cấp nhất, những hình ảnh đầy xúc động về sự giúp đỡ của các lực lượng quân đội và công an, mực nước các sông dâng nhanh, lực lượng quân đội tại các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở, nhanh chóng giúp dân di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác cứu hộ được thực hiện xuyên đêm. Nhiều quân khu đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, cano, tàu xuồng phối hợp với các lực lượng phương tiện trên địa bàn tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả. Những ngày qua, lực lượng công an các cấp cũng đã huy động hơn 100.000 người ứng trực, 27.000 phương tiện bộ và hơn 2.200 phương tiện thủy để giúp nhân dân với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Công an các tỉnh Lào Cai,
Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và nhiều tỉnh thành khác đã huy động toàn lực lượng công an từ cấp tỉnh tới cấp xã, sử dụng các phương tiện tiếp cận, di chuyển toàn bộ người và tài sản trong vùng có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tới nơi tránh trú. Đối với các tuyến đường bị ngập, kịp thời sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng công an với xuồng máy, cano, các phương tiện thiết bị chuyên dụng mang theo phao đi sâu vào các ngõ hẻm, ra tín hiệu để người dân biết và hỗ trợ di tản ra bên ngoài. Tại các vùng bị chia cắt, lực lượng công an bố trí cán bộ 24/24 giờ làm nhiệm vụ cảnh giới, không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân là mục tiêu cao nhất những ngày này. Các lực lượng vẫn đang chạy đua với thời gian để giúp dân. Với ba con sông lớn là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam chảy qua, nên tỉnh Bắc Giang đang bị áp lực rất lớn do nước của các con sông này vẫn đang dâng cao. Trong đó thì huyện Lục Nam vẫn tiếp tục bị ngập sâu nhất. Từ sáng nay thì nước sông Lục Nam đã tràn qua một số đoạn đê gây ngập lụt ở một số khu vực. Mênh mông biển nước nên hiện không thể nhận ra đâu là khu vực ruộng và đâu là sông. Nước tràn vào nhà, máy bơm nước đã được nhiều hộ dân sử dụng. Nhiều tuyến đường dân sinh cạnh sông Lục Nam đã bị ngập. Đêm qua là nước bắt đầu tràn vào qua vùng, lên rất là nhanh. Dân tình ở đây, tất cả người dân đều ra chống lũ, rồi cả bộ đội ở trên huyện về nữa. Hiện mực nước ở sông Lục Nam đã cao hơn mức trung bình khoảng 4,5 mét và sẽ tiếp tục dâng cao nữa nếu như nước ở thượng nguồn tiếp tục tràn về. Đây là khu vực đê bối, là khu vực đối diện của đê hữu Lục Nam. Hiện tại thì nước đã được dâng lên kín mặt đồng rồi. Theo thiết kế thì đê này chỉ ở báo động cấp 2 và hiện nước đã dâng lên báo động cấp 3, tràn qua mặt đê. Theo tính toán của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam thì có khoảng 600 hectare chủ yếu đất trồng lúa đã bị ngập. Với gần 400 km đê sông và nằm ở hạ lưu nhiều sông lớn, Bắc Giang đứng trước áp lực lớn nếu nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về. Vùng đỉnh Lập Lạng Sơn, Sơn Động và Lục Ngạn của Bắc Giang tiếp tục có mưa lớn thì nước ở đầu nguồn sẽ dồn về sông Lục Nam và sẽ tiếp tục dâng cao hơn. Hiện tất cả các tuyến đê ở Bắc Giang đều an toàn. Tỉnh đang huy động các lực lượng nhằm hỗ trợ an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân. Chiều nay thì đường tỉnh 293 nối hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động đã lưu thông trở lại. Tuy nhiên là nhiều tuyến đường vẫn bị ngập nên các lực lượng hỗ trợ vẫn chưa thể tiếp cận và đến trung tâm huyện. Hiện mực nước sông Cầu đang dâng cao vượt mức báo động 3 khiến 50 phường xã tại tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu. Lực lượng quân đội, công an, dân quân địa phương cùng nhiều nhà hảo tâm đã nỗ lực hỗ trợ người dân trong vùng ngập lụt. Phóng viên Mạnh Tú đang có mặt tại Thái Nguyên sẽ cập nhật tình hình. Hiện tại tôi đang có mặt tại một điểm ngập của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại để muốn di chuyển thì cần những chiếc xuồng như thế này ạ. Vì hiện tại mực nước đã dâng ngang người, thậm chí là vài mét có thể ngập hết tầng 1 của một căn nhà. Hiện toàn bộ khu vực này đã được cắt điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực đến từng nơi để sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập. Do nước đang chảy rất xiết nên việc cứu hộ trước mắt sẽ ưu tiên người già, trẻ em. Người chưa thể di rời cũng sẽ được viện trợ lương thực, thực phẩm. Theo thống kê, hiện có 50 xã phường của tỉnh Thái Nguyên bị cô lập, hàng chục nghìn ngôi nhà đã chìm trong nước. Người dân cho biết đây là mực nước cao nhất trong 20 năm trở lại đây. Và lũ dâng cao quá nhanh nên nhiều người không kịp trở tay khiến tài sản bị thiệt hại nặng nề. Hơn 3.500 hecta lúa và hoa màu hiện nay đã bị thiệt hại. Các điểm ngập lụt tập trung tại thành phố Thái Nguyên với độ ngập ngang người cho đến vài mét. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, mực nước sông đã đạt đỉnh với mực nước khoảng 28,5 mét và có xu hướng giảm dần từ tối nay. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiến hành gia cố khoảng 5 vị trí ven sông Cầu để lũ không tiếp tục tràn vào trong. Tại các điểm ngập lụt và nhiều cây cầu bắc qua sông Cầu đã bị hạn chế giao thông. Điều này là giúp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời cũng như là hạn chế người và phương tiện tiếp tục đi vào điểm ngập, gây nguy hiểm. Trước diễn biến rất phức tạp của hoàn lưu bão số 3, sẽ tiếp tục có mưa to và rất to ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Một số hồ thủy điện tiếp tục mở cửa xả lũ. Tới thời điểm hiện tại thì hồ thủy điện Tuyên Quang đã mở tới 8 cửa xả đáy. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi xây dựng đến nay, hồ thủy điện này mới thực hiện mở tới tất cả các cửa xả. Hồ Thác Bà hiện đang xả 3 cửa xả mặt
còn hồ thủy điện Hòa Bình hiện mở 2 cửa xả sâu. Ngoài ra thì Lai Châu mở 1 cửa, Bản Chát 4 cửa, Hội Quảng 4 cửa, Trung Sơn 6 cửa và Bản Vẽ 6 cửa. Các hồ chứa thủy điện hiện tại thì vẫn tập trung cao độ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ. Lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình, sông Hồng đang lên nhanh. Chiều nay thì mực nước sông Hồng tại Lào Cai đã tăng thêm 2 mét so với sáng nay và lên trên báo động 3 là 2,77 m. Sông Thao tại Yên Bái trên báo động 3 1,98 m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương, Bắc Giang và sông Cầu tại Đáp Cầu, Bắc Ninh lên trên báo động 2. Mực nước sông Bùi và sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc ở Hà Nội đều quanh mức báo động 3. Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ nay đến ngày mai, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, tổng lượng mưa từ nay đến ngày 11 tháng 9, cục bộ có nơi trên 300mm. Trong 12 đến 24 giờ tới, sông Thao tại Yên Bái sẽ lên tương đương với mức lũ lịch sử của năm 2008. Sông Lục Nam tại trạm Lục Nam và sông Thương ở Bắc Giang sấp xỉ báo động 3. Sông Cầu ở Bắc Ninh dưới báo động 3, sông Bùi, sông Tích có thể lên trên báo động 3. Ngoài ngập lụt, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất nguy cơ rất cao xảy ra ở hầu khắp vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó thì Hà Giang, Bắc Cạn và Thái Nguyên ở cấp cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 2. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nâng cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét và sạt lở đất lên cấp cao nhất đối với hai tỉnh là Yên Bái và Lào Cai. Con số thiệt hại về bão số 3 tiếp tục được các địa phương thống kê. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, ít nhất 68 người thiệt mạng và mất tích, 251 người bị thương. Thiệt hại về nông nghiệp rất nặng nề, với gần 125.000 hecta lúa bị ngập úng, thiệt hại hơn 22.000 hecta hoa màu và gần 7.000 hecta cây ăn quả. Hơn 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, chủ yếu là tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình đã bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Do đường dây 500 kV, 220 kV, 110 kV bị sự cố, nhiều cột điện hạ thế gãy đổ, gần 10.000 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều trụ sở, trường học bị tốc mái thiệt hại, cây xanh đô thị bật gốc, gãy đổ la liệt các tỉnh thành. Tiếp tục do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào chiều nay, thành phố Hà Nội mưa lớn trên diện rộng khiến một số tuyến phố bị ngập. Mưa vào giờ tan tầm cũng khiến đường tắc, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Tôi đang có mặt tại tuyến phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Lúc này đang là lúc tan tầm và như quý vị có thể thấy, cơn mưa bắt đầu từ khoảng hơn 5 giờ chiều nay đã gây ra hiện trạng lụt cục bộ ở tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mưa càng lúc càng to hơn. Những người dân thì lựa chọn ra về đi làm bằng việc là đi bộ, còn có một số người dân khác thì lựa chọn đi xe máy như thế này ạ. Và việc ngập sâu khiến cho người dân cũng gặp rất nhiều những khó khăn khi di chuyển. Mặc dù từ sáng nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã bố trí công nhân, máy móc, phương tiện để tổ chức thu dọn vệ sinh các miệng thu, các tấm chắn vật cản, trục vớt cây gãy đổ trên kênh, mương, hồ, các trạm bơm, trạm xử lý, đảm bảo công tác thoát nước. Và theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao lục địa tăng cường, nên là từ đêm nay mùng 9 tháng 9 đến sáng ngày 11 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi cao hơn 150mm.